cho mình hay hãy cho mình một like và được đăng ký để kênh mình nhiều người đăng ký nhé. Các bạn giờ mình ăn cùng mấy bạn này nhé. Hay không các bạn? Các bạn ăn đi. Ui da. Ngon lắm. Hơi bị ngon. Các bạn cho các bạn ăn các bạn. Thầy em mua. Các bạn ơi, bánh chán này mua ở Hàn Quốc lận hả? Đúng không Vin? Hàn Quốc lận. Thằng bò ăn miếng. Hàn Quốc lận nha các bạn. Rất là ngon. Mà chỉ có một cái cay thôi. Quận nó thì ngon nhất rồi. Đúng rồi. Mời các bạn uống nha. Đây là lớp mini la của Thái Lan. Mì 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 mì. Cầm quay nhá. Mời các bạn. Mời các bạn uống nó. Đây. 100k. Hết rồi. Hết rồi. Các bạn ơi các bạn, giờ các bạn hãy nhìn mình hồ bình bánh chán nó xuất hiện lại. Các bạn hãy nhìn đằng kia. Lúc này mình đã nhìn này, rồi bánh tráng nó tự biến dạng lại luôn, các bạn thấy chưa? Giờ mình ăn tiếp nha. Mời các bạn đi. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ăn đi. Không ăn. Bông. Mình sẽ uống mì rỉ đà. Mì rỉ đà đây. Mì này của ai mà rất nhiều vậy? Kìa con. Video. Thiệt á. Tao mới này. Thôi đi lấy đi nữa.
quay cái cục nhắc người quay phim. Thấy ngon cho một like các bạn, à thấy hay cho một like các bạn. Đâu phải bánh chán là người quay phim đâu. Ngon. Ê, 1, 2, 3 vô nè.